Sau 2 năm đình trệ vì dịch Covid-19, du lịch Quảng Nam đang chuẩn bị mọi điều kiện để phục hồi. Đặc biệt là năm nay thì địa phương này được chọn đăng cai năm du lịch quốc gia 2022. Đây là một trong những cơ hội tuyệt vời để quảng bá, nâng cao hình ảnh an toàn và thân thiện của du lịch Quảng Nam. Năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 được xác định là sự kiện mở đầu trong chuỗi sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử, tài nguyên sản phẩm du lịch thúc đẩy phục hồi phát triển ngành du lịch của cả nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Đây còn là dịp để thúc đẩy sự liên kết hợp tác trong phát triển du lịch giữa các tỉnh thành phố có tiềm năng thế mạnh về du lịch. Ngành du lịch tỉnh Quảng Nam đã và đang chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất nâng cao chất lượng sản phẩm, nhân lực và dịch vụ, làm hết sức mình để truyền đi thông điệp về một Quảng Nam an toàn và thân thiện, nhằm đón du khách khi du lịch được mở cửa hoàn toàn trong tương lai không xa, đồng thời làm tốt vai trò là đơn vị đăng cai năm du lịch quốc gia 2022.